các mẫu xe đều được giảm giá 10% hoặc 13% nếu đăng ký xe với mục đích kinh doanh vận tải, từ 1/3. Chương trình ưu đãi chính hãng của VinFast hiện nay là chi hộ khách hàng lãi suất trong 2 năm đầu, các năm tiếp theo tối đa 10,5%. Nếu khách trả thẳng, không vay ngân hàng thì được giảm thẳng 10% giá xe. Từ ngày 1 tháng 3, đại lý còn áp dụng cách giảm tiền mặt 13% giá xe nếu khách mua xe với mục đích kinh doanh vận tải khi trong đăng kiểm. Khách hàng chỉ được áp dụng một trong hai mức giảm 10% hoặc 13%. Lexa 20 tại một đại lý ở Hà Nội. Với mức giảm 13%, ví dụ chiếc Lexus A20 bản cao cấp nhất giá 18644 triệu đồng sẽ được giảm tới 242 triệu đồng. Tuy vậy, theo các nhân viên bán hàng, phương án này khó xảy ra, bởi gần như khách sẽ không mua Lexa hay xa về chạy dịch vụ. Chương trình 13% được các đại lý nhắm tới khách mua pha deal là chính. Với cách làm này, phiên bản tiêu chuẩn giá 415 triệu sẽ được giảm 54 triệu, bản nâng cao giá 449 triệu được giảm 58 triệu. Pha deal hiện vẫn là dòng xe chiếm doanh số lớn nhất của hãng, với hơn 60%, tầm giá thấp của pha deal giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn so với hai mẫu xe đàn anh giá gần 2 tỷ. Trước thị phần lớn của Hyundai i10 hay Kia Morning, mức giá phù hợp mới giúp mẫu xe của VinFast có thể chiếm một phần thị trường. Của VinFast vào ngày 12 tháng 2, hãng tăng giá 20-30-50 triệu đồng lần lượt cho Fadil, Lexa và Lexa để dần quay về giá 30, như thông báo trước đây. Anh Dũng Les Blood Ice, Oi.